chị ơi, mất nhà làm thơm ngon đấy chị ơi. Mất nhà người ta làm, nó làm như mất nhà nó làm vậy đó. Ăn mất chi cho mập. Ra này là mua đồ treo nha, đồ ngày Tết đi em ơi. Đây đây đây, đẹp lắm, đẹp lắm. Đúng rồi đó, ăn mất chi cho mập. Trời ơi, mua cái này chi cho phí tiền. Mua bao lì xì nhỏ nhỏ để cho vui nè. Cái thằng này tao dọn đường cho mày giật mối tao hả? Khách là khách của Trung chứ bộ. Nè, em gái nói nghe. Ăn mất nhiều á, ngọt quá nó tiểu đường. Phải giữ dáng để còn đi thi hoa hậu chứ hen. Nè, đó, Tết là phải đẹp. Đẹp người, đẹp luôn nhà cửa nè em. Đó, đó em. Bà chị, em nói bà chị nghe. Em nói bà chị nghe. Bà chị thấy không, ướm vô coi. Như hai chị em song sinh liền. Đó, mua bao lì xì đỡ đỡ cho nhỏ nó mê. 20k 10 bao tặng một cái. Ngồi đi chị ơi. Ngồi đi. Đừng có mua mấy này chị ơi, mua mất của em đi chị ơi. Với lại cũng đừng có mua hàng rau héo bên kia luôn chị ơi. Nè nè con kia, ăn bậy được chứ không nói bậy được nha mày. Ê, khách của ai thì người nấy hưởng. À tôi ăn nói gì kệ kệ tôi. Đi qua đây chị, mua mất của em đi chị. Cái con này mày muốn chơi đúng không? Alo. Mọi người ơi, mua rau không phải, mua một tặng một, mua hai tặng số đi mọi người ơi. Chơi lớn dữ. Bà chị, đừng có ăn cái mất này béo phì đó. Đừng có mua mấy cái đồ trang trí này, tốn tiền lắm đó. Đừng có mua mấy cái bao lì xì đó, hao tiền tệ lắm. Vậy thì Ăn cái gì? Ăn rau mới là chân ái. Ba cái ngày Tết này á, ăn mấy cái đồ đạm nhiều nó béo ngậy á. Lúc đó tìm mấy cái cọng rau không ra đâu. Mày có tin là tao sát lá cài với mày không hả thằng kia? Không nói vậy sao mấy người buông người ta ra? Cạnh tranh thì cũng vừa phải thôi. Làm gì cái gì vậy? Buôn bán thì thôi, người ta khuyến mãi đi, giảm giá đi. Vừa có khách mua vừa bán được hàng. Mấy người làm vậy thấy văn minh dữ chưa vậy? Vậy giờ buôn bán văn minh lại. Bao lì xì đây, bao. Ê mọi người bảo trọng nha, tôi đi trước. Tiền bảo kê đi anh trai. Chai nào ở đây à? Ủa khu này có bảo kê nè. Sao thấy nó xăm chỗ vậy? Mấy mình qua xã khác đi đại ca. Đồng năm mà gặp đồng nghiệp xui lắm. Nè tao con trai. Tha sạch này á. Anh ơi mấy anh tha cho em đi, em nghèo lắm. Em làm gì có tiền để đóng tiền bảo kê. Tụi anh cũng nghèo mà. Em giúp đỡ người nghèo luôn đi. Hả? Có hai hũ mứt nè. Em biếu mấy anh ăn lấy thảo nha. Sáng giờ ế lắm, em bán không có được nhiêu trơn á đó. Còn nhiêu em gửi luôn nè. Đó. Biết điều á, ngoan ngoãn như phải tốt không? Mà em nói em bán không được thì ở khu này ai bán được em chỉ anh đi, anh tha cho. Dạ nói. Dạ bà quá. Ê dạ. Đi đâu mà vội mà vàng ha, bà già đeo vàng vào có kia. Không có giả giả không mà, đeo cho chủ nợ họ yên tâm á, họ thấy họ yên tâm á. Giả cái gì thì đưa đây đi. Cậu ơi, coi tôi đeo vàng vậy tôi khổ lắm mà cậu. Trời ơi, tôi không còn gì hết, đó trả lại cho tôi đi mà. Biến đi. Cậu ơi. Bước nhanh lại đi. Cậu ơi, cậu. Nhanh nữa tôi đập ở đây đó, tin không? Hả? Cậu ơi. Công an kìa. Công an tới.
là còn gì nữa đâu. Ủa, sao không? Cái tụi nhìn nó ác ôn dễ sợ luôn á. Mày mới là ác ôn á. Chính mày kêu tụi nó qua đây mày hại tao, đập chết mày. Rồi. Mới nãy còn sợ sợ sao giờ sung như vậy? Con ơi, không còn gì hết á. Bây giờ chồng ốm, con đau nhà hết gạo, coi như là sạch bách hết rồi. Không còn tết nhất gì nữa hết á con ơi. Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa. Ê, 30 tết này á, qua nhà con ăn tân niên đi. Chứ con ở nhà của mình nên cũng buồn lắm. Thiệt hả? Thiệt. Cái gì nữa? Cảm động. Trời ơi, trời ơi. Cô có thấy cái gì lạnh lạnh không? Thì trời đêm gió lạnh chứ có gì đâu. Không phải, kiểu như mà có ai đi theo mình á. Mày thật khùng hả? Trời ơi, nguyên con đường vắng quê à, có ai gì đâu. Ủa? Mà không lẽ có ma? Anh nói xà lơ. Bây giờ vậy nha, con đếm từ 1 tới 3. Con với con chạy thẳng về nhà nha. 1 2 Ê, tụi dân thương, tụi dân thương. Trời ơi, nãy thấy hai người bạn đi ăn tất niên, định đi theo xin cho ăn chung với. Trời ơi, con vậy thôi đó hả? Ừ. Làm hết hồn. Thì đi về. Đi. Về ăn càng đông càng vui vậy. Đi, 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 đi. Ừ, get out. Lẹ lên. ăn lẩu mình đánh tết. Công nhận thằng Phương nó nhanh nhẩu ghê luôn á nha. Trời ơi, chứ sao cô? Trời, ba cái trang trí này hả, là con búng tay cái là xong liền. Không phải, ý tao nói hồi sáng đó, vừa thấy mấy cái đứa giang hồ xuất hiện quay qua mày mất tiêu luôn, bay như sao sẹt vậy đó. Đúng rồi đó. Trời ơi, trai chán gì mà nhát như thỏ đế vậy. Kể tôi. Trời ơi, tôi phải bảo vệ tôi chứ, cái xã hội bảo vệ chứ. Trời ơi, đâu quen rồi, đâu quen tính của tôi, hiểu không? Mà tôi đâu có đủ tiền mở sạp như mấy người. Tôi buôn bán đầu đường xó chợ quen rồi. Cái đó là hả, hỡi có biến là tôi chạy, hỡi có biến là tôi chạy. Ê, bà kể cho nghe nè. Hồi bữa á, đi bán, trời ơi nó dí, không kéo cái quần lên luôn á. Ừ, đất ơn. Ê, rớt bún. Rồi sao, tiền bạc mày đâu mày không mở sạp mày bán? Thì cũng để dành đó, cũng gom góp đủ rồi định mở sạp chứ, mà hả, đụng cái bệnh đó, đụng cái tiền bay theo căn bệnh luôn đó, không có tiền mở sạp. Ừ, còn thương nữa thì gia đình mày đâu, mày không về mày ăn tất niên với gia đình mày. Nói ra thì cũng buồn lắm, nhà tôi dưới quê đó, xa lắm, mà năm nay vé mắc nữa, tôi đâu có về đâu. Với lại tranh thủ cái mùa Tết này nè, tôi ở lại đây tôi bán thêm mức Tết, tôi kiếm thêm, tôi gửi về dưới quê trước, rồi qua Tết tôi về sau cũng được. Mình sao cũng được trơn hết đó. Nhưng mà ba má tôi thì già rồi, tiết kiệm lại, lo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi còn mấy đứa em nó đi học nữa. Nghe mày kể hết giận mày nói cái vụ mày chỉ điểm cô qua luôn. Rõ là khổ. Hàng kia hồi sáng lính quýnh, gặp tao là tao cũng chỉ đại cho rồi luôn. Rồi đam mê giàu sang lắm thấy gì mà đeo vàng cho dữ vô vậy? Đeo để cho chủ nợ yên tâm, đúng không? Chị lý chứ bộ. Thì thiệt đó, nhà ở dưới quê xuống cấp hết rồi, bão nó cuốn mấy hết mấy căn nhà luôn rồi. Cha con nó đó thì ăn uống kham khổ, cho nên nay ốm mai đau hoài. Thấy vậy tao mới trôi dạt vô đây kiếm sống, vay mớ tiền gửi về ngoại để làm nhà làm cửa. Bây giờ tới hạn trả rồi mà không có tiền trả, phải hẹn lên hẹn xuống. Bây giờ đó hả, mà không có da dẻ đó hả, là cái sạp nó họ xiết luôn đó, là hết đường sống luôn đó bay. Sao ai cũng khổ hết trơn vậy.
Ê, mà nhà ông bự vậy chắc ông không khổ gì đâu ha. Ừ. Mỗi năm ăn Tết của mình nè, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình luôn. Ê, mà năm nay khác nha, đông vui quá trời nè. Thôi, nói chuyện nãy giờ, ăn lẩu đi mọi người. Ăn lẩu đi, ăn lẩu. Trời ơi, ăn đi, rồi coi nước sôi chưa. Ôi, thơm dữ trời. Ủa, cô đồng. Rồi để, trời, thất lễ quá, ông anh xin lỗi nha. Rồi, mời ông anh nha. Vô nè. Vô, vô. Đây. Vô. 2, 3, vô. Trời ơi, no quá đi mất. Thôi, no quá. Tao cũng không ăn nữa đâu. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Lọc đầu nắm. Đây, lọc, lọc. Cám. Bác lọc. Ai cũng có. Ừ. Trời ơi. Đã được ăn rồi còn được lì xì nữa. Trời ơi, phái phái chảy miếng. Trời ơi, 3 ngàn. Ừ. I love you 3 ngàn. I love you 3 ngàn năm. 3 ngàn. Làm cái mặt thấy ghét vậy. Nói chứ coi lại trong bao lì xì còn quà bất ngờ. Trời, trời đất ơi. Trời đất ơi. Ê, yeah. Bé. Ai nợ thì trả nợ. Ai cần nuôi gia đình thì nuôi gia đình. Còn ai mà mở sạp làm ăn lương thiện cứ mở sạp. Tiên lưu quá, từ lưu, ái lộn qua tiên lưu. Mà nhớ nè, ai còn gia đình á thì hướng về gia đình của mình. Tôi không còn ai nên tôi hướng về mọi người. Chứ tôi không có dư giả gì đâu. Đó, tôi lì xì mọi người xong hết nè. Bây giờ tới mọi người lì xì tôi đi chứ. Mày rồi, mình lớn hết rồi, lì xì gì nữa. Ôi, nói vậy không được mày. Cô qua. Cô qua lì xì con đi, sức khỏe dồi dào. Cặp này đẹp quá ha Thương ha. Con Thương, làm ăn phát tài phát lộc, lì xì tao. Để bữa nào con mua cho dì một cây nha. Cứ. Thằng Phương, tiền vô như nước lì xì đó. Bún ngon quá. Bạn, ôi trời, mấy người này chơi kỳ vậy. Chưa vợ, chưa con thì lì xì tao đi. Ủa, lì xì ăn đi. Tao lì xì con. Cái gì? Ủa, lì xì. Ê, chơi kỳ vậy. Bún ngon, trời. Ê.